có bao giờ chúng ta cảm thấy lòng tâm của mình á, tự dưng muốn tìm đến một cái nơi là thanh tịnh để mà thanh lọc tâm hồn cũng như là tìm một cái nơi không có ồn ào và náo nhiệt á, để chúng ta bình tâm lại hay là một cái nơi yên tĩnh để chúng ta thận duyên hơn trong cái quá trình tu tập không ạ à? chắc chắn là có rồi bởi vì sao bởi vì chúng ta là những người có căn và đã là có căn thì chúng ta không thể nào sinh hoạt trong một cái môi trường sống nó quá là trần gian được Bởi vì cơ thể của chúng ta nó có một cái trường năng lượng đặc biệt Khi mà ở lâu về lâu về dài trong một cái môi trường ồn ào náo nhiệt cũng như là Mình sinh hoạt trong một cái lối sống là gì tham sân si Và ít tới thời gian công phu tu tập là cơ thể của mình sẽ bị đau và ốm yếu Và có nhiều người cho rằng là gì cái việc uh, tu tập tại gia đối với họ nó là đủ rồi là sáng có kinh kệ chiều công phu tối nhưng mà thực ra là như vậy là nó vẫn chưa đủ nhé tại vì uh, chúng ta có nhắm chắc là một điều là gì cái mình có đủ cái đạo hạnh và cái uy đức của mình để mình vượt qua được những cái chướng duyên hay là những cái gọi là oan gia trái chủ đeo bám theo mình và mọi người biết đó có những trường hợp đó là gì khi mà mình tu tập tại gia là sẽ không có được sự ủng hộ từ phía những người thân trong gia đình nhé mình tới giờ công phu đó, nhưng mà cũng công phu lén nữa giống như bản thân minh đường ngày đó cũng vậy đó. mới lần đầu tiên mà khi mà tiếp xúc với kinh kệ đó, thì kiểu như là gia đình mình nó là bên thuần bên gốc đạo hòa hảo nên là đó giờ là chưa có tiếp xúc với kinh kệ nên là thấy mình đọc kinh đó, nên là gia đình cũng thắc mắc rồi cũng hỏi vào ra rồi cái khu sớm của mình cũng là sớm đạo gì bên hòa hảo nữa mà thấy mình bắt kinh bắt kệ ra để mà mình đọc là ai cũng đi ngang người ta dòm ngó hết nên là thời gian đầu là mình là treo rèm treo cửa là gì che kính mít hết và nó chỉ được một một chút vậy thôi nhưng mà bên cạnh đó là gì nhà mình còn có hai đứa cháu nữa là nó cứ khóc rồi nó cứ la nó chơi nó giỡn nó đùa nó là cũng làm mất đi luôn cái không gian đó mà tu tập một cách tập trung được mọi người biết đó nếu như mà mình đề cao cái chủ nghĩa là mình tu tập tại gia là mình sẽ đạt được mọi thứ đó. mình theo cảm nhận của mình đó thì thật thật sự ra là gì cũng khó lắm thời gian đầu mà mình, mình bắt đầu mình tu tập á, mình nên tìm kiếm một cái nơi mà thật sự là gì nó phải trang nghiêm và thanh tịnh và có cái lực của đại chúng á. nó mới hối thúc bản thân mình là phải tu tập một cách rốt ráo được Như mọi người biết đó cái không gian thờ cúng của mình đó, nó cũng phải trang nghiêm và thanh tịnh nữa chứ không phải là gì là mình mình ngồi dưới bàn thờ của quyền là mình đọc cho xong là đủ rồi mọi người và đặc biệt là gì cái chỗ của mình ở đó, cái khu của mình ở đó, nó có thật sự là gì là ổn hay không nữa tại vì có khi khu đất của mình là mình ở có nhiều phần âm đó. khi mà mình bắt đầu mình đọc tụng đó, là sẽ có rất là nhiều người người ta kéo tới có rất là nhiều phần người ta kéo về thì như vậy nếu như mà mình đạo lực và đạo hạnh và y đức của mình nó không đủ đó, thì mình sẽ bị dễ bị đau nhất mình đau mỏi lắm còn không là mình sẽ bị chán nản trong cái quá trình mình đọc hoặc là mình ngủ mình ngáp này kia rất là nhiều và mọi người biết đó khi mà mình tu tập tại gia thì thực ra là gì cái công việc của mình rồi với cái cách sống sinh hoạt của mình đó, nó khiến cho bản thân mình không có thật sự tập trung được đặc biệt là những ai mà có căn mà có công việc là buôn bán tại gia là mình cũng nghe một số người chia sẻ lại là gì nghe cái giờ công phu là cái giờ chiều tối với sáng sớm mà nghe cái công việc buôn bán là dường như là không thể nào mà công phu một cách tập trung được phải dời cái thời gian công phu sang một bên hoặc hoặc là công phu chập chờn chập chờn và không có thật sự là tập trung hết một trăm phần trăm được và khi á khi chúng ta đời sống trần gian của mình á mình bảo là gì là mình không có gì hết nhưng mà thật sự là gì trong cái cơ mạng làm ăn của mình á mình tiếp xúc rất là nhiều cái cái câu chuyện xung quanh về cái mâu thuẫn này kia và mình vô tình ở trong cái mâu thuẫn nó không có giải quyết bằng cái việc là gì cái trần gian đó mà người ta giải quyết bằng cái chuyện là vô á người ta dùng bùa ngải tinh tà này kia người ta người ta ta hãm hại mình thì liệu rằng lúc đó là mình mình cái nơi mà mình tu tập tại gia nó có thật sự là đảm bảo đó cho mình mình chiến thắng được cái thế lực đó hay không chắc chắn là không rồi trừ khi là gì mình thật sự là mình tu tập rốt ráo và một cái thời gian tu tập của mình nó phải đủ dài. Có thể là từ nhỏ nữa. Nên là gì cái 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 nơi mà mình lựa chọn tu tập nó cũng phải cực kỳ quan trọng lắm đó mọi người. Và bên cạnh đó là gì khi mà mình mình là những người có căn á là ông bà theo mình lâu ngày dài tháng nếu như mà mình bớt cái thời gian công phu mình sẽ rất là dễ bị đau nhất và hành thăng mỏi đau bệnh suốt ngày giống như minh đường hồi đó là có một thời gian dài là gì là đi chữa bệnh về tâm linh nhưng mà không có tu tập nên là dẫn tới cái việc là cứ thăng cái xác nó cứ nó cứ bắt ổn hoài nó cứ bệnh lên bệnh xuống hoài và sau đó khi bước vào cửa đạo là cũng tu tập tại gia nhưng mà tu tập tại gia vẫn chưa đủ nghĩa là mình mình đã cố gắng công phu sáng sáng tối rồi cộng các thời khóa riêng nữa nhưng mà không đủ tại vì sao cái cái điện cái 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 nơi của mình tu tập á nó không có thật sự là gì nó thanh tịnh và cái tâm của mình nó chưa có đặt một trăm phần trăm vào trong cái quá trình công phu cũng như là cái cái nơi của mình tu tập đó, nó cũng không có được sạch sẽ tại vì sao sinh hoạt trần gian nó 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 pha lẫn rồi tiếng ồn ào náo nhiệt rồi tiếng con người cuộc sống xung quanh đó, nó dồn dập vô là gì khiến cho cái tâm ta nó không thật sự là gì mình thanh tịnh để mà mình tu tập đó là lý do tại sao đó, là vì những người có căn đó, là luôn luôn hối thúc bản thân mình đó, là phải đi về những cái nơi mà nó phải trang nghiêm thanh tịnh rồi ít có ồn ào náo nhiệt để mình lắng cái lòng của mình lại rồi mình thanh lọc những cái gì mà mình Tại vì mình đời sống trần gian mình là bản chất con người phàm phu của mình rất là dễ tham sân si, rất là nhiều cái để mà mình đối mặt mỗi ngày. Ở nhà mình nói là gì mình bỏ hết những công chuyện làm ăn qua một bên rồi mình tập trung vô công phu đó, là nó khó lắm mọi người, cái đó là một cái bài thi cũng cũng lớn lắm đấy. Và khi mà mình cái đó là cái bước đầu thôi và khi bắt đầu mình bước chân thật sự vào cái con đường tu tập nữa thì là còn rất là nhiều những cái bài thi lớn nữa nên là lý do tại sao là chúng ta nên đó, đi về núi về non chọn những cái nơi mà gì trang nghiêm thanh tịnh thì thực ra bây giờ nếu như mà nói về à, tu tập ở núi cấm mà thanh tịnh hết một trăm thì không hẳn nhưng mà đâu đó ở núi cấp đó, cũng đã đỡ hơn so với cái nơi của mà mình sinh hoạt mình sống hàng ngày rồi bởi vì sao rất là nhiều người tại vì cái nơi mà mình tu tập đó, nó phải phải ngoài ngoài cái việc là gì cái người quản tự cái người ở đó, đó người ta giữ giới trang nghiêm thanh tịnh ra còn phải có đọc kinh trì kinh sáng tối và có đông đảo những cái phật tử tới đó người ta tụng kinh đó thì mình nương vào cái oai lực đó, đó. mình bắt đầu mình mới có cái sự là gì tu tập một cách rốt ráo được rồi mình nhờ vào những cái tha lực và những cái ơn trên ban xuống nữa thì mình mới mới dột rửa được hết những cái tham sân si hẳn ái ố dục trong con người của mình đồng thời mình cái việc mình tu tập ấy, mình cũng dẫn dắt rất là nhiều những cái phần mà gì trong tập của quyền của mình mà họ họ chưa có cơ hội được đi tu tập ấy, thì mình đi đến những cái nơi này họ rất là vui họ có cơ hội được tu tập cùng với mình luôn đó là cái ý nghĩa mà chúng ta phải rời khỏi cái nơi mà mình sinh hoạt hàng ngày của mình ấy. đi về những cái nơi mà núi non trang nghiêm thanh tịnh để mà mình tu tập chỉ khi mà mình hiểu thật sự về cái ý nghĩa đó, Thì mình mới có động lực mà đi Bởi vì có Như bên Đường đó là gì Cái con đường mà đi về núi non Nó gắt Nó trải qua rất là nhiều cái sóng gió Và gian nan Và thậm chí là nước mắt luôn Là mình bệnh ở nhà Là xuyên suốt Mình tới mức là gì Là phải Không còn gì để Cụm từ nào để diễn tả nữa hết Nên là mình mới hướng về cái việc là gì Mình đi về núi về non và quả thực là khi mà cái thời gian mình đi về núi về non mình tu tập á cái sự chuyển biến về thay đổi cuộc đời mình nó rõ rệt luôn giống như là gì nó chỉ thay đổi trong một cái tích tắc luôn đó, là mình cảm nhận được á là mình từ một cái nơi mà gì ừ, là ồn ào náo nhiệt tham sân si rồi rất là nhiều thứ mình tiêu cực về cuộc đời và cuộc sống đó, khi mình bước về cái nơi mà gì vì trang nghiêm thanh tịnh đó mình bắt đầu mình lắng cái lòng của mình lại bắt đầu mình nhìn vạn vật thế gian mình nhìn lại cuộc đời của mình mình nhìn lại những cái gì hành trình hành trình mà mình đi qua bắt đầu mình thay đổi cái cái tư duy và suy nghĩ và cái lối sống từ từ đó nó mới mở ra được nhiều mình cái cái hướng đi tốt đẹp và việc lựa chọn về núi cấm tu tập cũng là một trong những cái uh, quyết định sáng suốt đối với mọi người nhé thì mình đó thì đã tu tập ở núi cấm là cũng gần được hơn một năm mấy gần hai năm rồi thì là mình đã thấy được cái sự chuyển biến và thay đổi cuộc đời của mình mình giống như mình bước ra từ trong bóng tối đi ra bóng xa ánh sáng vậy đó khi mình lên trên núi non tu tập rồi thật sự ra là gì mình mình nhìn lại hành trình mình về cuộc đời cũng như những gì mà mình đi qua như một cái trang sử mới vậy đó mình lên trên đó là giống như là mình gần với những cái chư vị và cái chư thiên ở trên đó mình cảm nhận cái sự kết nối giữa cái tâm linh con người của mình đó. rồi mình nhận những cái gì mà ơn trên ban ban tặng xuống nữa là cuộc đời mình nó càng thăng hoa và phát triển tại vì sao những người có căn là bắt buộc cái này mình theo mình nghĩ thôi là cái sự bắt buộc là phải đi về núi về non trong một lần nào đó trong một cuộc đời tu tập của mình có nghĩa là không đi bây giờ thì sau này cũng phải đi Có nghĩa là tùy theo căn cơ phước nghiệp của mỗi người Có người thì đi nhiều hơn và có người thì chỉ đi một hai lần Nhưng mà đâu đó là cũng về về núi non để mà mình thanh lọc đại cơ thể của mình Thì có người người ta bị bệnh hành căng hành sát nhiều quá thì người ta lên người ta xả bệnh nè Rồi có người người ta về núi non để người ta tu tập lên một cái 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 cái, cái bậc một cái thăng cấp nào đó một cái bậc cấp nào đó còn không thì có người thì người ta lòng tâm họ tự muốn đi lên Được ông bà xoay chuyển á, về núi non tu tập rồi cúng cơm ông bà Rồi ra chưa mắt, ra mắt chưa vị đảnh lễ ở trên đó Mọi người biết đó, mình nó giống như là trong lòng của những người có căn Giống như là một cái hạt giống tâm linh vậy đó Và chúng ta phải đi đến những cái nơi trốn thanh tịnh rồi an yên rồi an lạc rồi những cái nơi mà Ồ, không có ồn ào tấp nập những cái nơi về phật môn và những cái nơi về các chư vị chư thiên á, là giống như đó là gì cái hạt giống đó, nó được tưới tẩm bằng những cái ánh sáng điển ngôi từ các ơn cho nó từ từ nó sẽ nở ra mà khi mà nở ra rồi á, thì cuộc đời mình nó mới tươi sáng được còn không á mình quyết định mình chỉ ở nhà mình tu tập không á thì cái giống như cái hạt giống đó, nó ủ lâu ngày vài tháng nó sẽ bị hư mà khi mà nó bị hư á, thì cơ thể mình nó sẽ dần ốm a à, ốm đau ốm yếu còn không thì cái cơ mạng sự nghiệp của mình làm ăn nó bị xa xúc còn không thì gia đạo của mình bị bất ổn có nghĩa là mình phải bắt buộc mình phải đi hướng về những cái nơi trang nghiêm thanh tịnh như vậy vì với những cái gì mà mình chia sẻ vừa gọi là hy vọng đó, mọi người sẽ tìm ra được cho mình một cái nơi trang nghiêm và thanh tịnh để mà mình thanh lọc lại tâm hồn bình bình tâm lại cũng như là gì thuận duyên hơn trong cái quá trình tu tập và đồng thời á, Núi Cấm cũng là một cái quyết định sáng suốt cho chúng ta đến đó để mà chúng ta tu tập đặc biệt là ở chùa Phật lớn và ở chùa Vạn Linh. Đó là cái hai cái nơi mình thật sự là cảm thấy rất là biết ơn luôn về những cái ngày tháng mà mình sống trong tâm tối và bây giờ mình được tu tập trong đến tu tập ở được hai ngôi chùa này là mình thật sự là cảm ơn gốc tổ nhà chùa đã xây dựng nên một cái nơi để mà chúng ta đến tu tập và chúng ta biết hướng tâm về Phật pháp và biết làm thư, làm phước, làm thiện và xây vàng chuyển thế vào cái cuộc đời của mình. Và hy vọng rằng và các bạn sẽ tìm ra được một cái uh, hướng đi về cái con đường tâm đạo của mình ngày càng rộng mở và phát triển. Mình xin cảm ơn những gì mà các bạn đã dành thời gian lắng nghe những gì mà mình chia sẻ.